Rồi, hello mọi người. Bởi vì mình ta nói là chơi ba cái âm thanh nghĩa địa đồ cũ này là nó mọi chuyện nó không nói trước được điều gì. Chắc chở nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như con đài này nè, đài Đức này nè. Nó đang hát bình thường. Nó đang hát bình thường không gì hết, mình để lâu quá, mình để khoảng mấy tháng rồi. Giờ mình đem ra mình hát lại thì giờ nó ngủ luôn. Không có tín hiệu, không có gì hết trơn nè. Đây, đang bắt đài FM nè. Đây là volume của nó nè. Mình dặn hết lóc ha. Đây là núm gà đài nè. Đấy. Im gu và gù. Không có tín hiệu, không có dao động gì hết. Im gu. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Đó. Không có tín hiệu gì hết. Muốn hư thì nào hư rồi. Mới cáo luôn á, cái đài này nó mới gì đừng nói nữa luôn, nó bự lắm à. Size nó to lắm á. Một gang nè, hai gang nè, ba gang, bảy tấc. Con đài qua ngoài 7 tấc, 70 cm. Đó. Ngoài mới cáo luôn. Bởi vậy mình không có nói trước được điều gì hết á. Ba cái đồ cũ này nó muốn hư thì nào nó hư. Mình thấy là mình chơi chơi đồ cũ là phải chấp nhận rủi ro xảy ra bất cứ giờ nào. Đó, mọi người thấy không? Cái mạch của nó mấy cáo luôn, chưa có sửa gì, mặt rin luôn á. Đó giờ mình chưa có đụng chạm gì tới luôn, lần đầu tiên mình mới trung cảm nè. Và từ nãy giờ chưa có ra bệnh nữa. Nãy giờ kiểm tra các thứ luôn mà chưa ra bệnh. Mò thấy bà nãy giờ. Tụ nguồn rồi còn ngon, nạp xả còn ngon lành hết. Tất cả linh kiện rồi còn hoàn chỉnh hết. Dạ nó ngủ luôn, không biết đường nào mà nổi. Đồ mà mới cáo vậy mà luôn. Nản thiệt chứ. Đây. Chạy nắng điện EZ80 nè. Bộ gồm nó còn liêu nè. Vậy mà nó ngủ. Độc thiệt chứ có giỡn không. Sọc ti OBT. Còn mấy chét vậy mà nó hư rồi, đọc thì mới giỡn. Nó mới chạy cái bóng là bóng đèn công suất N84 với lại một bóng ghề là ECC83. Nó mới chạy đó, bóng công suất với bóng ghề mặt cái mặt công suất với ghề kế bên, mọi người thấy không? Đó. Chạy cặp lo nè. Lo 2259. Đồ mới cáo vậy mà hư, không hiểu nói luôn. Hư mà hư đụng nghiệp luôn. Hư mà sửa không được luôn. Không biết đường mò luôn. Im gu chơi luôn. Không tín hiệu, không có dao động gì hết. Đọc thiệt chứ. Thấy bà luôn mà chưa ra nổi.
nút liên mình mở hết lốc luôn nè. AM nè, FM cũng ngủ hết luôn, UK FM nè, đồng già đại thứ nè, Igu đây FM nè, Igu M Liêu hai em. Em là kim dài nè. Đây, em gu bà gù. Ngủ luôn. Á, à, hư độc thì có giỡn mà. Rồi. Tới đây thôi. Thôi mai mình rảnh mình mò tiếp chứ, hôm nay mình nhức đầu quá. Mai mò tiếp. Chứ này thua rồi, này mò không ra nổi, đầu quá. Rồi, bye bye mọi người nha.